Thì rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Singapore cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và quản trị du lịch và khách sạn là một ngành chủ chốt và rất phát triển của nền kinh tế Việt Nam và hầu hết ở các nước khu vực châu Á cũng như là trên thế giới. Đây cũng là một trong những ngành đang được quan tâm nhất hiện nay và Singapore là quốc gia nổi tiếng về chất lượng đào tạo ngành này. Bạn muốn học ngành này tại Singapore thì Tân Đại Dương xin giới thiệu bạn Học viện FTMS. Được thành lập vào năm 1986, FTMS là một tổ chức giáo dục tư 100% vốn Singapore. FTMS là một tên riêng, không phải là tên tiếng Anh được viết tắt. FTMS thì luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành một tổ chức đào tạo chuyên nghiệp, uy tín trên thế giới. Trường có 16 chuyên ngành đào tạo ở các nhóm khoa học máy tính, kế toán, kiểm toán, tài chính, tiếng Anh, quản trị kinh doanh, quản trị du lịch và khách sạn. Trường có sự liên kết cấp bằng với các trường đại học hàng đầu của Anh Quốc, giúp cho sinh viên sẽ có được nhiều sự lựa chọn về chuyên ngành và các bằng cấp thì có giá trị khi học tại FTMS Singapore. Và sứ mệnh của FTMS là cung cấp cho học viên các chương trình đào tạo xuất sắc và định hướng phát triển chuyên nghiệp, cung cấp cho học viên các chương trình nghiên cứu và dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao, tạo cơ hội cho học viên tiếp cận những kiến thức tiêu chuẩn quốc tế. Trường thì được xây dựng một văn hóa tập đoàn với sứ mệnh cung cấp các chương trình đào tạo và dịch vụ dựa trên tiêu chí trung thực, liêm chính, tôn trọng, tin cậy với các tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp cao, đội ngũ giảng viên chất lượng và chuyên nghiệp, chương trình học toàn diện, tài liệu giảng dạy đầy đủ và tập trung vào chương trình, môi trường học tập chuyên nghiệp, dịch vụ hỗ trợ sinh viên tốt, liên tục ghi nhận phản hồi và cải tiến chất lượng. Chương trình học của Học viện FTMS được chứng nhận chuẩn chất lượng Singapore, thì FTMS đã nhận được chứng nhận chuẩn chất lượng Singapore bởi một quá trình dài theo đuổi mục tiêu xuất sắc hóa chất lượng giáo dục và dịch vụ hỗ trợ cho học sinh sinh viên. FTMS tự hào nhận được giải thưởng cao quý này, giải thưởng như là một sự đánh giá xác thực về chất lượng, thể hiện sự phát triển không ngừng của FTMS trên hành trình phát triển đến chuẩn mực thế giới. FTMS đạt được chứng nhận EduJudge về chất lượng dịch vụ giáo dục, thể hiện là một nơi đáng tin cậy về dịch vụ phúc lợi được chính phủ khuyến dùng và có tiêu chuẩn cao trong các cơ cấu tổ chức như là chính sách học phí rõ ràng, cơ chế hoàn trả bồi thường hợp lý, nêu rõ cam kết về chất lượng, đảm bảo chất lượng giáo dục và chất lượng hành chính. Và để tìm hiểu rõ hơn về Học viện FTMS, hoặc là hướng dẫn thủ tục du học Singapore cụ thể ra sao thì bạn vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Lưu ý là Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ môi du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với một bạn du học sinh Singapore, đó là bạn Hoài Thảo. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Hoài Thảo để tìm hiểu lý do tại sao Hoài Thảo lại chọn Singapore làm điểm đến để du học nhé. À, chị chào Hoài Thảo. Chào chị. Được, em giới thiệu đôi nét của bản thân em. Em tên là Nguyễn Vương Hoài Thảo, em sinh năm 1991, hiện em đang tại quận Gò Vấp. Và em đang apply xin du học cho bằng Master ở James Cook, Singapore. Như em được biết thì trường James Cook ở Singapore là một trong top 4 trường hàng đầu thế giới. Cho nên là em đã chọn James Cook để apply xin du học Master cho mình. Cái lý do thứ hai em chọn Singapore đó là vì Singapore khá gần với Việt Nam. Thì cái đó là một trong những điều kiện cho tạo điều kiện cho em và gia đình gần gũi hơn. Vì thời gian để ba mẹ bay sang thăm em hoặc là em quay trở về cho những cái kỳ nghỉ ngắn thì rất là thuận lợi. Em cũng đã có dịp sang Singapore để du lịch, cho nên là em cảm thấy là em rất là thích không khí cũng như là cái nhịp sống ở Singapore, nên là em đã chọn Singapore để du học. Em vẫn tiếp tục học master cho ngành du lịch khách sạn, vì như chị biết với mọi người đều biết là Singapore chỉ đứng sau Thụy Sĩ về đào tạo chuyên ngành nhà hàng khách sạn. Cho nên là em đã chọn Singapore. Thứ nhất là có thể là nói về học phí thì có thể
cái phần học phí thì nó có thể rẻ hơn thụy sĩ một chút, và cái thứ hai là cái thuận lợi như em đã nói là gần nhà. Là cho chị hỏi là cái cảm nhận của Hội Thảo khi làm hồ sơ Tân Đại Dương như thế nào? Khi mà em làm hồ sơ ở Tân Đại Dương, công ty Tân Đại Dương, thì các chị đã hỗ trợ em rất nhiều và đã giúp em hoàn chỉnh hồ sơ để lấy được cái student pass thành công. Qua đâu thì mình biết được dịch vụ của Tân Đại Dương hả? Thường thì em hay search trên mạng, trang web, thì em tìm hiểu qua trang web. Trong website thì em lờ mờ và tìm được từ công ty Tân Đại Dương. Và em có xem một số các clip ở trên YouTube thì em bị cuốn hút bởi cái lời giới thiệu của các chị bên công ty Tân Đại Dương. Chị cảm ơn Hoài Thảo trong buổi chia sẻ ngày hôm nay ha. Dạ. Và khi qua Singapore học thì cần hỗ trợ gì thì em liên hệ với chị Kim về nhà ở hay là thủ tục hồ sơ hay là về trường gì đó. Thì dạ, em cứ liên hệ chị Kim sẽ hỗ trợ em. Dạ. Rồi, một lần nữa thì chị thay mặt công ty Tân Đại Dương chúc em qua Singapore học tập thật là tốt nha. Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn công ty Tân Đại Dương đã tạo cơ hội cho em đạt được ước mơ của mình, cũng như nói lên cái cảm xúc của em ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe Hoài Thảo chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Singapore của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.